Người đang mặc chiếc áo dài duyên dáng này là võ sĩ người Pháp gốc Việt. Cô vừa đại diện đội tuyển Pháp thi đấu giải vô địch vào Việt Nam trên chính mảnh đất quê hương mình. Capucine tên tiếng Việt là Nhã Phương, được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi ngay khi mới sinh ra. Chính vì thế hai chữ cội nguồn luôn là một dấu hỏi, một khoảng lặng trong tim. Vì vậy, lần đến Việt Nam thi đấu này là cơ hội để cô được trở về với cội nguồn, trở về tìm gia đình, tìm bố mẹ và em gái ruột của mình. Buổi gặp mặt trò chuyện với phóng viên của chúng tôi tại Hà Nội ngày hôm nay, Nhã Phương đã chọn cho mình một chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam. Sinh sống từ nhỏ tại Pháp, Nhã Phương không thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Để hiểu được câu chuyện của Nhã Phương và khao khát tìm về cội nguồn, chúng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Thủy Tiên, một người bạn và cũng là người đồng hành cùng Nhã Phương trong giải đấu lần này tại Việt Nam. Hai bạn đều là võ sĩ người Pháp gốc Việt. May mắn hơn, Thủy Tiên có bố mẹ đồng hành từ nhỏ nên cô biết tiếng Việt nhiều hơn. Trong cuộc trò chuyện, Nhã Phương cho biết, cô luôn biết ơn cha mẹ nuôi người Pháp bởi ngay từ nhỏ, họ đã cho cô tiếp cận và tìm hiểu về văn hóa truyền thống của người Việt, để cô không bao giờ quên cội nguồn của mình. Có lẽ vì thế mà ngay từ nhỏ, cô đã say mê bộ môn võ vò Việt Nam, một môn võ cổ truyền của Việt Nam. Nghe cái câu chuyện của các bạn khi mà được chia sẻ thì chúng tôi đã có một cái cảm xúc rất là đặc biệt và rất là muốn nghe lại câu chuyện của Nhã Phương về cái hành trình đi tìm lại nguồn cội của bạn ấy. Thì bạn có thể cho tôi biết rằng là cái lý do nào mà khiến bạn quyết định là từ Pháp về Việt Nam nhân cái chuyến thi đấu này để có thể là tìm được nguồn cội của mình, lý do vì sao? Donc elle nous souhaite la bienvenue au Vietnam et elle souhaiterait connaître un peu plus ton histoire, notamment sur approcher un petit peu de la culture vietnamienne depuis que je vis à Paris. Et donc c'est pour ça que je suis revenue cette année, aujourd'hui. Từ lúc bé là Nhã Phương là đã biết là ba mẹ của Nhã Phương là người Việt Nam, hiện giờ là sống với ba mẹ Tây. Nên là từ lúc nhỏ là muốn hiểu biết về quê hương của mình nhiều hơn. Nên lý do là khi giải vô Việt Nam năm nay nên là trở về để thi giải mà để tìm hiểu về mẹ của mình nhiều hơn. Khi mà quyết định là về Việt Nam để tìm hiểu lại nguồn cội tìm lại bố mẹ ruột của mình thì Nhã Phương có nhận được sự ủng hộ của bố mẹ người Pháp không? Lorsque tu as souhaité connaître un peu plus tes parents vietnamiens, est-ce que tu avais le soutien et le support de ta famille française? Oui, totalement. Ils ont jamais gardé. Enfin, c'est même eux qui ont toujours voulu garder le contact avec mes parents vietnamiens. Từ hồi nhỏ là Nhã Phương với người em gái cũng là người của Campuchia. Được bố mẹ Tây cho biết chuyện từ hồi nhỏ nên là liên hệ với bố mẹ người Việt Nam hay của con á thì là lúc nào cũng giữ lâu tới chừng nào là Nhã Phương có tuổi để tự đi tìm hiểu một mình nên là bố mẹ Tây rất là muốn có liên hệ với gì nên là ủng hộ rất là ủng hộ và còn kêu Nhã Phương tự đi để tự hiểu nhiều hơn. Đấy cũng có thể coi là một cái động lực rất lớn đúng không? Để giúp Nhã Phương có thể là thôi thúc Nhã Phương có thể tìm về nguồn cội của mình. Có không ít những câu chuyện về những đứa trẻ người Việt được nhận nuôi ở nước ngoài. Tùy hoàn cảnh khác nhau, có người sau này lớn lên có thể tìm về cội nguồn của mình. Và cũng có không ít trường hợp kém may mắn khi không có cơ hội được biết bố mẹ ruột của mình là ai. Nhã Phương là một cô gái may mắn khi ngay từ nhỏ đã được bố mẹ nuôi cho biết được gốc gác của mình. Bạn ấy với Nhã Phương với nhỏ em gái từ Campuchia thì ba mẹ lúc từ hồi nhỏ là giống như dẫn đi du lịch đi Cam rồi đi Việt Nam thì lúc đó cái Nhã Phương lúc đó 10 tuổi là cũng đã khá biết là về chuyện của gia đình của mình tại vì thì để ra là biết là mình không giống như bố mẹ Tây nên là biết là mình có cái chút đặc biệt gì đó nên là từ lúc 10 tuổi là tìm hiểu nhưng mà lúc đó đã cũng có giống như viết thơ qua lại nên là biết trường hợp của mẹ như thế nào và sống ở đâu
nên là về Việt Nam hay đi gặp với nhau. Những ký ức năm 10 tuổi về gia đình ruột thịt của một cô bé khi đó khá mờ nhạt. Chính vì vậy, được trở về Việt Nam thi đấu giải vào Việt Nam lần này là cơ hội để cô có thể tự bắt đầu hành trình tìm về bố mẹ đẻ của mình. Tìm về để hiểu rõ hơn về cội nguồn và để nói cho bố mẹ Việt Nam rằng con đã được bố mẹ nuôi dưỡng trưởng thành và khôn lớn. Và họ hãy tự hào về cô khi cô có một cuộc sống rất hạnh phúc. Nhã Phương share là thì lúc mà gặp lần đầu tiên thì không biết gì nhiều, nhưng mà lần này á, là rất là cảm xúc và cảm động vì là hai gia đình bố mẹ Pháp và bố mẹ Việt Nam thấy cái cuộc đời của Nhã Phương rất là vui với hạnh, giống như là hạnh phúc vì là giống như là Nhã Phương được yêu thương cho gia đình Việt Nam thấy là ở tại giải vô địch là mình đã tập luyện và được nhập vô đoàn Pháp, nên là giống như là có một cái sự hân hạnh để được tự hào. Nên là cho biết là ba mẹ Pháp chăm sóc kỹ, và cho ba mẹ Việt là cũng là một cái cơ hội cho ba mẹ Việt Pháp được có Nhã Phương. Tức là gia đình về thì Nhã Phương cảm thấy rất là xúc động, và bố mẹ của mình thì rất tự hào về Nhã Phương khi mà ở Pháp thì Nhã Phương được cha mẹ người Tây rất là yêu thương, trân trọng, rồi thậm chí là Nhã Phương còn tham gia một cái giải vô địch quốc gia đại diện cho Pháp, tham gia một cái môn thi đấu tại Việt Nam và giành được cả huy chương, đúng không? Yeah, đấy đúng là rồi. Một sự tự hào rất là lớn đối với người bố mẹ của Việt Nam. Tấm huy chương đồng giải cá nhân môn võ vào Việt Nam đại diện cho Pháp là thành tích đáng tự hào của Nhã Phương tại giải vô địch vào Việt Nam Thế giới năm 2023. Khi được hỏi rằng, có bao giờ Nhã Phương hỏi bố mẹ ruột của cô vì sao lại chấp nhận cho con, sống xa con, thậm chí hỏi rằng có khi nào họ mừng tượng sẽ không bao giờ được gặp lại con gái khi quyết định chào con cho một cặp vợ chồng ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất. Nhã Phương cho biết cô đã từng hỏi và không hề trách bố mẹ đẻ của mình. Nhã Phương có hỏi là mẹ ruột vì sao là cho là bố mẹ Tây nuôi sống, là vì lúc đó là mẹ của Nhã Phương, mẹ Việt Nam của Nhã Phương là quá trẻ, nên là họ là mong là Nhã Phương sẽ có một cuộc sống may mắn hơn, nên là quyết định là sẽ cho Nhã Phương với bố mẹ Tây. Lần này trở về Việt Nam, được gặp người thân, Nhã Phương càng có thêm nhiều động lực muốn trở về quê hương. Cô cho biết bố mẹ nuôi rất ủng hộ nếu cô quyết định về Việt Nam sinh sống. Thậm chí họ sẵn sàng về Việt Nam cùng cô con gái mà họ yêu thương. Phương nói là thứ nhất là rất là cảm ơn và yêu thương bố mẹ Pháp đã cho cái một cái cuộc sống may mắn như vậy, và cho là Nhã Phương cho biết là từ đâu mình đến. Rồi nếu mà Nhã Phương mà quyết định thí dụ mà về Việt Nam sống á, thì là cha mẹ sẽ ủng hộ Nhã Phương, rồi sẽ đi theo, có thể là giống như bên hè bên đó hay ở bên đó mà bên đông bên đó qua đây à, giống như sinh sống hai bên, đúng không? Wow, thật sự rất là tuyệt vời. Và Nhã Phương cũng có cái mong muốn như vậy, đúng không? Tức là cũng có thể là có thể vừa ở Pháp và có thể vừa trở về Việt Nam sinh sống, đúng không? Đúng rồi. Wow, rất là tuyệt vời. Giờ chị nghĩ là bản thân của Nhã Phương cũng thấy điều đó rất là hạnh phúc, đúng không? Bởi vì là mình có một cuộc sống tốt nhưng mà vẫn biết về cái nguồn cội của mình, và mình có hoàn toàn có quyền lựa chọn cả hai cuộc sống, cả bên Pháp, cả bên Việt Nam. Như vậy đấy là một điều rất hạnh phúc. Công sinh không bằng công dưỡng, Nhã Phương luôn cảm thấy may mắn vì mình có hai quê hương, được nhận tình yêu thương từ hai gia đình ở hai đất nước. Trước khi rời Việt Nam để trở về Pháp, cô và người bạn đồng hành cùng người thầy kính mến của mình không quên khám phá phố phường Hà Nội và chụp những bức hình thật đẹp để lưu giữ. Nhã Phương sẽ tiếp tục chương trình học tại Pháp và chưa chắc chắn khi nào sẽ quay trở lại Việt Nam. Thế nhưng từ những chia sẻ, những mong muốn và có cả những khao khát, một tương lai không xa, cô nhất định sẽ trở về quê hương.